Chàng Ngốc và A-di-đà Phật. Trước đây có một chàng ngốc chăn dê cho địa chủ. Tại khu đất trống mà anh thường đến chăn dê, có một ngôi miếu cổ đổ nát bỏ hoang. Trong miếu có một pho tượng A-di-đà Phật tiếp dẫn. Sau khi chàng ngốc nhìn thấy pho tượng bèn nói, Lão huynh, anh cũng ở đây chăn dê à? Chàng ngốc đói rồi, lại mang màn thầu và cải mặn ra. Anh lấy một cái màn thầu và một ít cải mặn đặt trước tượng A-di-đà Phật và nói, Lão huynh, tôi đói rồi, anh cũng đói, hai đứa mình cùng ăn đi. Từ đó về sau, chỉ cần anh đến nơi này chăn dê, thì đều đến hỏi tượng Phật và lên tiếng gọi Lão huynh. Đến giờ trưa, anh cũng mang phần cơm của mình ra, chia cho pho tượng một nửa. Một năm sau, chàng ngốc ngã bệnh, không có người chăm sóc. Bệnh tình tiến triển đến lúc không còn chữa trị được nữa rồi. Trước lúc lâm chung, anh nhìn thấy tượng Phật mà anh từng gọi là Lão Huynh xuất hiện trước mặt anh. Phật đã ôn hòa thân thiết nói với anh, Lão Huynh, anh cứ mời tôi ăn cơm hoài, hôm nay đến nhà tôi làm khách nhé. Chàng ngốc rất vui vẻ liền nhận lời. Thế rồi chàng ngốc vui vui vẻ vẻ mà giảng sanh. Như vậy, việc giảng sanh rất là đơn giản, thật rất dễ dàng. Chỉ khó là phải khờ khờ, đơn thuần mà tin.